Khẩu trang Wakamono, khẩu trang diệt virus corona và mọi loại biến chủng 99%. Hiệu quả tiêu diệt virus của khẩu trang đã được kiểm chứng và chứng nhận tại Mỹ, Đức, Canada, Singapore. Ngoài ra, khẩu trang Wakamono đạt tiêu chuẩn cao nhất theo FDA Mỹ, CE của châu Âu và tiêu chuẩn TGA của Úc. Khẩu trang Wakamono khác biệt so với tất cả các khẩu trang y tế và khẩu trang N95 thông thường khác. Với công nghệ nano biotech độc quyền, khẩu trang Wakamono có thể diệt được virus ngay khi chúng tiếp xúc trên bề mặt. Khẩu trang Wakamono đã được tin dùng và sử dụng rộng rãi tại châu Âu và các nước khác như Bồ Đào Nha, Ý, Úc, Mỹ, Nhật. Đặt hàng tại Shopee theo link bên dưới hoặc đến mua hàng trực tiếp tại các nhà sách Pharma trên toàn quốc. VinFast muốn bán ô tô điện thông minh tại Mỹ từ năm 2022. Sau những thành công bước đầu ở thị trường nội địa, bắt đầu từ năm 2022, VinFast sẽ tham gia các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, châu Âu với các mẫu xe ô tô điện thông minh. Vẫn giữ thông lệ từ các năm trước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng đã có những lời mở đầu cho báo cáo thường niên năm 2020 của Vingroup. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trên mọi lĩnh vực là định hướng xuyên suốt của Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng cho biết, Vingroup phải không ngừng sáng tạo, hợp tác và kết nối trí tuệ, chia sẻ tinh hoa công nghệ trên phạm vi toàn cầu để cùng tạo ra những đột phá thực sự trong việc ứng dụng công nghệ vì cuộc sống của con người. Muốn làm được như vậy, cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, thay đổi tư duy, không chỉ làm theo thông lệ hiện có. Năm 2020, VinFast ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục với 31.500 ô tô và 45.400 xe máy điện. Hãng dự kiến sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc với tổng số hơn 40.000 cổng sạc tại các bãi đỗ xe trong năm 2021 nhằm phục vụ cho hệ sinh thái xe điện. Đầu năm 2021, VinFast đã cho ra mắt 3 mẫu ô tô điện thông minh tự hành, 1 mẫu xe buýt điện và 6 mẫu xe máy điện. Trong đó, mẫu xe ô tô điện VF E34 sẽ bàn giao vào cuối năm 2021 tại Việt Nam. Hai mẫu ô tô điện VF E35 và VF E36 sẽ được VinFast giới thiệu rộng rãi tại Việt Nam và thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu vào năm 2022. VinFast cũng đang được Vingroup xem xét niêm yết tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với một công ty sách trắng với kỳ vọng huy động được khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Một thương hiệu khác của Vingroup cũng hướng ra thị trường quốc tế là mảng thiết bị thông minh, điện thoại thông minh Vsmart. Năm 2020, Vsmart đạt doanh số bán lên tới gần 2 triệu sản phẩm, chiếm 12,7% thị phần điện thoại thông minh Việt Nam. Tính đến nay, Vsmart đã cho ra mắt thị trường 18 mẫu điện thoại thông minh Vsmart nằm trong phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Bên cạnh đó, Vsmart cũng bắt đầu mở rộng danh mục sản phẩm sang các thiết bị điện tử khác, đặc biệt là giải pháp nhà thông minh, đô thị thông minh. Từ những thành công đã đạt được, thị trường Mỹ trở thành thị trường mục tiêu trong năm 2021 là cơ sở để Vsmart tiến tới chiến dịch toàn cầu hóa cả ở mảng điện thoại và gia công xuất khẩu. Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, bất động sản tiếp tục là trụ cột của Vingroup với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vinhome đạt lần lượt 71.500 tỷ đồng và 28.200 tỷ đồng. Giá trị thương hiệu của Vinhome và Vincom Retail đều tăng so với năm 2019, đạt 413 và 168,8 triệu đô la Mỹ. Về lĩnh vực y tế, năm 2020, toàn hệ thống Vinmec đã tiếp nhận 638.000 lượt bệnh nhân khám nội trú và ngoại trú với tổng doanh thu đạt 2.675 tỷ đồng. Năm 2020, OneMile Group tiếp tục mở rộng quy mô của VinID, đồng thời cho ra mắt hai nền tảng dịch vụ khác là VinStock và One Housing, từ đó bắt đầu hình thành hệ sinh thái số với 3 lĩnh vực: dịch vụ tài chính, bán lẻ và bất động sản có tổng quy mô thị trường lên tới 75 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, Vingroup đạt 110.500 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng. Từ cung cầu.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.